Ngày hôm nay thì em Lâm Ông lại tiếp tục đóng hàng để gửi đi cho các bác trên mọi miền tổ quốc đấy ạ. Ngày hôm nay thì chủ yếu các bác đặt về những chiếc thùng nuôi và cầu nuôi. Bên cạnh đó thì là những tấm chân tầng, áo chống ong đốt cũng như là cầu ong và mũ chống ong đốt, mỏ hàn là các bác ngày hôm nay đặt hàng rất là nhiều. Thì trước tiên thì cho phép em Lâm Ông xin được gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đang theo dõi video cũng như là các bác yêu thích bộ môn nuôi ong mật. Đặc biệt là cho em được gửi lời cảm ơn tới các bác khách ngày hôm nay đã tin tưởng và đặt hàng ở cơ sở Lâm Ông em nhé. Thì cơ sở Lâm Ông em thì ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang, chuyên cung cấp và phục vụ các bác các phụ kiện về ngành ong mật nội địa. Đấy, như trên màn hình các bác thấy là thùng nuôi, cầu nuôi, áo chống ong đốt, chân tầng, mỏ hàn, dao cắt lắp vít, áo chống ong đốt, mũ chống ong đốt này, bình khói, thùng quay mật 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu, vân vân. Nói chung về vật tư nuôi ong em có đầy đủ và phục vụ các bác quy mô từ hộ gia đình đến quy mô hộ trang trại em đều phục vụ được hết nhé. Thì ngày hôm nay tiện em làm một video giới thiệu tới bác về một số các cái vật tư về ngành ong, để tiêu biểu là những chiếc thùng nuôi và cầu nuôi nhé. Thế còn để mà em giới thiệu hết các cái sản phẩm ngày hôm nay em gửi hàng đi cho các bác thì video rất là dài. Em chỉ giới thiệu chính là những cái chiếc thùng nuôi và cầu nuôi cũng như là cái ưu điểm khi các bác đặt cái thùng nuôi ong, các bác lấy thêm những cái vật tư khác thì sẽ đỡ mất tiền cước của những cái vật tư em để bên trong thùng nhé, vì thùng nó sẽ chịu cước hết rồi đó. Và đây là cái sản phẩm chân tầng em tự sản xuất này các bác này. Đấy, em giới thiệu rất là nhiều ở trên kênh. Đấy, chân tầng rất là dẻo này, lỗ lăng đẹp, led màu đẹp các bác nhé. Đấy, mùi thơm của sáp tự nhiên về ong nó sẽ tiếp thu rất là nhanh, nó phát triển tốt đó. Nếu các bác đã là khách hàng quen của em Lâm Ông về cái sản phẩm chân tầng cũng như vật tư nuôi ong thì các bác không còn xa lạ gì nữa. Với các bác làm khách hàng mới thì các bác lên tìm hiểu thật kỹ xem là em Lâm Ông là ai, nên các bác cứ ghi trên mạng xã hội là shop Lâm Ông nó sẽ ra đầu tiên luôn. Đấy, sau đó thì các bác đặt niềm tin, các bác mua thử và dùng trước đấy. Như những đơn hàng kia 1-2 thùng nuôi thì là các bác đặt và dùng thử đấy tốt thì các bác lại quay lại. Như bác khách ở Hải Dương này bác đặt 10 thùng nuôi, và một bác khách ở trong Bình Phước bác đặt 6 thùng nuôi ở bên kia bố em đang đóng này đó. Thì các bác cứ trải nghiệm đấy, sau đó thì tốt các bác ủng hộ tiếp, còn tốt hơn nữa thì các bác lại giới thiệu cho các bác và anh em trong hội ong giúp em nhé. Em sẽ đi chi tiết về cái sản phẩm thùng nuôi. Đây rất là nhiều đơn hàng này của bác khách ở đây là bác ở Hải Dương này. Em không quay được trực tiếp về rõ địa chỉ vì em sẽ đăng cả cái video này lên trên kênh TikTok nữa. Trên kênh TikTok mà đưa rõ địa chỉ số điện thoại là sẽ bị bóp tương tác ngay. Điều này thì các bác nào mà tìm hiểu về TikTok thì các bác sẽ biết, nên các bác thông cảm đó. Về thùng nuôi ở bên em là sản xuất là theo cái nguồn gỗ là nguồn gỗ gạo và cái nguồn gỗ cũng như là ao ngâm xưởng sản xuất, thì em có đăng tải trên kênh rất là nhiều, các bác có thể tham khảo ở trên kênh. Thế còn đây là những chiếc thùng ong thành phẩm để gửi đi cho các bác này. Thì gửi đi cho các bác là bên em đã đóng vuông thành sắc cạnh và chắc chắn như thế này các bác nhé. Thùng khi mà xẻ ván là tiêu chuẩn xẻ là 2 phân, để qua quá trình bào gọt đánh bóng đi nó còn độ 1/7 đến 1/8 thì nó rất là dày rồi. Cũng như là về cái đóng, nhà em đóng là đinh là đóng thủ công các bác nhé, không phải đóng đinh máy nhé. Thì nó kết hợp là ở cái nguồn gỗ qua quá trình xử lý ngâm nó đã có cái độ bền rất là cao rồi, thì cộng với độ chắc chắn khi đóng bằng đinh tay thì thợ đóng là luôn có độ chắc, thì nó tăng cái độ mút gỗ lên, thùng ong nó sẽ rất là bền đẹp và bền bỉ theo thời gian các bác nhé. Và bên trong thùng thì luôn là được tặng kèm cho các bác là một cái vách ngăn đó, một cái thùng nuôi là được tặng kèm một vách ngăn. Còn thùng nuôi này giá thời điểm hiện tại em đang bán là 160.000 đồng trên một thùng, nếu còn tiền cước là 50.000 trên một thùng. Thì các bác không tin, các bác có thể tham khảo các cái bưu cục vận chuyển xem phải một cái thùng ong như thế này vận chuyển này hết 50.000 tiền cước không nhé. Thì cái tiền cước là đơn vị vận chuyển người ta thu, em không lấy của các bác 1.000 nào tiền cước đâu. Đó, thì một cái đơn hàng khi các bác đặt thêm những cái chiếc cầu này. Đấy, như là đây em bỏ sẵn lên bố đơn hàng của em đang đóng đây nhé, để những cái chiếc cầu hoặc là các cái vật tư khác như đơn hàng ở đây nữa này thì sẽ đỡ mất tiền cước của những vật tư kia, những vật tư nhỏ ấy, vì thùng nó sẽ chịu cước hết. Đấy là cái ưu điểm các bác đặt thùng nuôi, một lần đặt các bác đặt thêm các cái vật tư khác nữa đó. Thế còn về cái cửa thùng là bên em vẫn đã thiết kế là cái cửa tháo rời để giúp các bác khi vận chuyển cái đàn ong, các bác chỉ cần quay ngược cửa thùng này lại con ong sẽ không ra được đó, các bác vận chuyển đi rất là tiện nhé. Đó, và nhiều bác cũng có bảo là cái rãnh này thì về có phải bẻ đi không, thì các bác phải bẻ đi con ong mới chui vừa nhé. Đây nhà em chỉ xẻ sẵn để về các bác bẻ nó không bị nó dễ thôi, nó không bị vỡ hết cái cửa thùng đó. Nói chung là sản phẩm thì bên em là thùng bán liền các bác nhé, chỉ có đáy là đáy ghép thôi.
Còn em không phục vụ các bác là về cái thùng bán ghép đâu, mình bán ghép là gỗ tạp nham, sau này nó cong vênh nên thì nó rất là xấu, cũng như là các bác nuôi ong nó không được ổn định đó. Và em xin nhắc lại, cơ sở Lâm Ong em ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang chuyên cung cấp phục vụ các bác tất cả các vật tư về ngành ong mật nội địa cũng như là các cái dụng cụ nông nghiệp. Em có một kênh nữa là kênh Shop Đồng Quê, thì các bác có thể là ghi trên kênh để các bác ủng hộ em. Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và xin chúc các bác có những giao dịch thành công giống như các bác ngày hôm nay đặt hàng của em Lâm Ong nhé. Các bác xem video để cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt bình luận và một lượt đăng ký kênh, bật nút chuông để nhận thông báo mới nhất về các video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh. Cảm ơn các bác nhé.